số ca mắc COVID-19 liên tục gia tăng tại các điểm nóng, kéo theo đó là hàng chục nghìn các F1 phải cách ly tập trung. Lượng bệnh nhân đông, số người cách ly lớn, chỉ cần lơ là mất cảnh giác thì nguy cơ vỡ trận trong điều trị và cách ly là khó tránh khỏi. Nhất là khi đã xuất hiện nhiều tình trạng F1 trở thành F0 tại các khu cách ly tập trung do lây nhiễm chéo. Chính vì vậy, việc phân luồng, phân tuyến điều trị và cách ly bệnh nhân COVID-19 đảm bảo không để lây nhiễm chéo là nhiệm vụ cấp bách tại các tâm dịch hiện nay. Trường mầm non xã Phú Lâm được lựa chọn là nơi cách ly tập trung của huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Tại đây đang thực hiện cách ly cho 100 trường hợp F1. Ngày hai lần các công dân cách ly ở đây đều được cán bộ nhân viên y tế đo thân nhiệt và nhắc nhở việc tuân thủ các quy định trong khu cách ly. Mọi quy tắc đều phải đảm bảo an toàn, tránh tiếp xúc trực tiếp, kể cả việc bàn giao đồ, thực phẩm hay các bữa ăn đều được tuân thủ nghiêm ngặt giãn cách như thế này. Chúng tôi cũng yêu cầu các công dân ở đây là luôn là giữ gìn vệ sinh sạch sẽ hàng ngày, buổi sáng là các bác là lau phòng ở của mình cũng như là nơi của mình sinh hoạt. Khi mà phát hiện có bệnh nhân là dương tính ạ, thì chúng tôi di chuyển bệnh nhân ở phòng đang ở về phòng cách ly tạm thời và số còn lại thì sang phòng lưu trữ để chúng tôi tiến hành khử khuẩn. Bên cạnh đó, để đảm bảo việc giám sát được thuận tiện, liên tục, tại các điểm cách ly tập trung cũng đã được thiết lập hệ thống camera, giúp thuận lợi cho cán bộ trực tại đây. Chúng tôi sẽ phổ biến các cái quy định của khu cách ly theo cái nội dung của Bộ Y tế đã quy định và đặc biệt là chúng tôi sẽ phân công dân là theo từng nhóm nguy cơ để tránh lây chéo trong khu cách ly. Và hàng ngày là đội ngũ phục vụ chúng tôi sẽ mang hết cái tinh thần trách nhiệm của mình để đảm bảo và phục vụ cho bà con trong khu cách ly là đảm bảo đầy đủ các cái nhu cầu rồi đời sống. Còn đây là một buổi kiểm tra việc thực hiện các quy định về cách ly F1 tại các điểm cách ly tập trung của trường mầm non Khánh Lạng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Mọi quy định đều được thực hiện nghiêm ngặt. Đại diện lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cho biết, hiện toàn tỉnh đang triển khai 210 khu cách ly tập trung cho 20.000 ca F1, chưa kể các thôn, tổ dân phố đang bị cách ly y tế, giãn cách xã hội. Chính vì vậy, việc đảm bảo phân luồng nguy cơ, giám sát tránh lây nhiễm chéo ở các khu cách ly tập trung là vô cùng quan trọng với Bắc Giang ở thời điểm này. Bắc Giang có thể nói là đã khống chế được dịch, các nguồn lây thì từng bước đã được thu hẹp và quản lý chặt chẽ. Thế và số mà hoàn thành cái cách ly tập trung hàng nghìn người. Thế và đặc biệt là cho đến nay thì Bắc Giang cũng không có một ổ dịch nào ngoài cộng đồng. Bộ Y tế cũng khẳng định một trong những yếu tố quan trọng để dập dịch đó là cần triển khai và thực hiện nghiêm những quy định về phòng chống dịch đã được ban hành, nhất là đối với các điểm cách ly tập trung luôn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm chéo rất cao. Bằng chứng là thời gian qua đã có nhiều F1 trở thành F0 do lây nhiễm chéo tại các khu cách ly tập trung. Ban quản lý khu cách ly tập trung là phải đưa ra cái quy chế, cái nội quy hoạt động hết sức cụ thể, rõ ràng. Và phải bố trí người trực 24/24 để quản lý theo dõi tất cả những cái đối tượng đang được cách ly. Nếu có vi phạm, thí dụ như là không đeo khẩu trang, thí dụ như tập trung đông người, là chúng ta phải sẵn sàng và nhắc nhở tất cả những cái đối tượng. Cùng với đó là các cái khu cách ly tập trung đã và đang được lắp camera theo dõi giám sát. Thì cái vấn đề mà quản lý theo dõi trên camera thì yêu cầu ban chỉ đạo cũng phải có cái kiếp trực theo dõi trên 24/24. Bên cạnh các biện pháp tăng cường giám sát để giảm thiểu lây nhiễm chéo, ngành y tế cũng đã chủ động phân luồng các đối tượng cách ly theo từng nguy cơ cao và nguy cơ thấp để đảm bảo không có sự giao thoa giữa những nhóm đối tượng này tại các điểm cách ly tập trung. Còn tại Hà Nội, để chủ động ứng phó với diễn biến dịch bệnh, thành phố đã lên kế hoạch lập thêm 72 cơ sở cách ly tập trung với khả năng thu dung khoảng 40.000 chỗ, ưu tiên tại các quận huyện ngoại thành, theo đúng tinh thần phương châm 4 tại chỗ. Trường Trung học cơ sở Võng Xuyên B là địa điểm được huyện Phúc Thọ lựa chọn là khu cách ly tập trung với công suất dự kiến là 150 giường,
tận dụng cơ sở của trường học, địa điểm thông thoáng, các phòng ốc rộng rãi, cùng với việc áp dụng công nghệ đã phát huy được hiệu quả nhằm giám sát trong công tác quản lý vận hành khu cách ly. Chúng tôi cũng tận dụng các cái phương tiện hiện có của mình để nghiên cứu bổ sung vào trong cái khu vực quản lý của cách ly như thế nào cho nó hợp lý, đặc biệt nhất là vận dụng cái tình hình là công nghệ 4.0 của mình, như sử dụng camera rồi flycam để theo dõi từng phòng một, từng vị trí một, theo dõi 24/24. Để đảm bảo yêu cầu, mỗi quận huyện phải chủ động xây dựng cách ly với công suất 1.000 chỗ. Đây cũng là khó khăn đối với Phúc Thọ. Do các địa điểm có điều kiện để hình thành khu vực cách ly đều nhỏ, nên để đáp ứng được con số nói trên, địa phương này cần tới 6 vị trí như thế này. Phúc Thọ chúng tôi mặc dù là có thể chia nhỏ, thế nhưng mà vẫn đảm bảo được tất cả những cái nội dung mà nếu như mà tình hình diễn biến của dịch nó phức tạp. Chống dịch như chống giặc, nên ngay sau khi thành phố yêu cầu, Sơn Tây đã trưng dụng ký túc xá của Trường Đại học Lao động Xã hội vào làm khu cách ly với công suất khoảng 400 người. Để giảm sự lây nhiễm chéo, Ban Chỉ huy Quân sự và thị xã Sơn Tây dự kiến sẽ giảm mật độ người trong phòng, cho dù có 8 giường nhưng chỉ cho phép 3 F1 ở đây, đồng thời bố trí lực lượng liên ngành phối hợp thực hiện. Sau khi khảo sát xong và khi có quyết định thì hiện nay chúng tôi đang phối hợp với các lực lượng chức năng của thị xã Sơn Tây để tiếp tục tiến hành củng cố lại toàn bộ cơ sở vật chất đối với cái khu cách ly để bảo đảm đúng với cái quy định. Thị xã Sơn Tây đang tiếp tục rà soát để có thêm các điểm có sẵn, nếu đủ điều kiện sẽ bổ sung hoàn thiện để làm khu cách ly tập trung. Tuy nhiên, là địa phương có khu cách ly tập trung tại chỗ của thành phố là Trường Quân sự Sơn Tây. Do vậy, Sơn Tây cũng đã tính tới những khó khăn trong việc huy động nhân lực tại chỗ khi vận hành thêm các khu cách ly tập trung của thị xã để tìm hướng tháo gỡ. Do phải chi phối rất nhiều, nếu mà 3 khu của chúng tôi mà hoạt động, cộng với cái lực lượng mà vẫn phải phối hợp để tổ chức thực hiện ở trong khu cách ly tập trung của thành phố tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô, thì nếu như mà sử dụng hết công suất của 3-4 khu cách ly này, thì cái số lượng người phục vụ trong cái khu cách ly này cũng rất là khó khăn. Từ đợt bùng phát dịch thứ tư vào cuối tháng 4 năm 2021 đến nay, 12 trên 72 cơ sở tập trung đã tiếp nhận hơn 5.000 công dân. Đến nay, hơn 1.500 công dân đã hết thời gian cách ly trở về nhà an toàn. Theo nhận định của Bí thư Hà Nội, trong giai đoạn vừa qua, một số khu cách ly tập trung cũng đã xuất hiện những lỗ hổng trong công tác giám sát, quản lý. Do vậy, yêu cầu đặt ra tại các điểm cách ly mới là quy trình chặt chẽ, đồng thời tận dụng các điều kiện có sẵn để đưa vào sử dụng một cách hiệu quả, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí. Tuy nhiên, với thành phố Hồ Chí Minh thì khác, các điểm cách ly tập trung của thành phố đều đã quá tải. Việc cách ly F1 đã được thực hiện tại nhà. Tại một trường học thuộc quận 7 thành phố Hồ Chí Minh, anh Trần Hoài Vũ đã có 16 ngày cách ly theo diện F1. Dù thông cảm và chia sẻ với nhân viên y tế, nhưng anh vẫn cho rằng có những bất cập. Bởi vì là có thể là cái lực lượng nhân viên y tế nó hạn hẹp. Ví dụ như là vừa vệ sinh chung có hôm 4-5 ngày mới dọn, tối đa là 4 người, thì phòng em là 4 người. Nhưng mà khu cách ly rồi thì tôi cũng rất là lo cái việc mà bị lây nhiễm chéo, vì đã từng xảy ra nhiều các khu cách ly khác. Trên thực tế, khu cách ly mà anh Vũ lưu trú còn khá lý tưởng trong bối cảnh quá tải của nhiều cơ sở khác tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Phương án cách ly F1 tại nhà đã được Bộ Y tế và thành phố Hồ Chí Minh tính toán và áp dụng với văn bản hướng dẫn rất chi tiết. Quan điểm của tôi, quan điểm Sở Y tế là chúng ta có thể thí điểm ở một số khu vực nào đó để chúng ta nhân rộng ra. Chứ bây giờ, bởi vì cái tối thượng là cái sự an toàn của cộng đồng. Cái việc cách ly tại nhà đó, bắt buộc mình phải đặt ra khi mà những cái khu cách ly tập trung đã quá tải, và đặc biệt là mình đã thấy cái hiện tượng lây trong khu cách ly. Để thực hiện cách ly F1 tại nhà, quy định hiện khá ngặt nghèo, phải là nhà riêng biệt, có phòng riêng, khu vệ sinh riêng, quy định xử lý rác thải. Một số ý kiến cho rằng ý thức của F1 và sự giám sát của địa phương có thể đảm bảo được việc thực hiện hay không. Bởi nếu vi phạm thì F1 và người thân trong gia đình là những người nhận hậu quả trước tiên. Điểm cần thiết là phải xác định nguy cơ F1 để quyết định hình thức cách ly cho phù hợp. Cái quan trọng nhất
là mình đừng để lây ra khỏi cái gia đình đó. Cái quan trọng thứ hai là đừng để cho cái người cách ly tại nhà lây cho người có nguy cơ cao. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết có hàng nghìn người nhiễm COVID-19 được phát hiện sau khi vào các khu cách ly ở đợt này. Trong đó, 96,6% phát hiện sau khi vào cách ly từ 1 đến 10 ngày và được cho là ủ bệnh. Tỷ lệ còn lại được cho là ủ bệnh lâu hơn bình thường hoặc lây từ người trong phòng. Bên cạnh việc đảm bảo an toàn tại các điểm cách ly tập trung F1, thì việc đảm bảo phân luồng phân tuyến điều trị bệnh nhân dương tính cũng là điều quan trọng để đảm bảo hiệu quả điều trị, nhất là tại những tâm dịch lớn. Đơn cử Bệnh viện Dã chiến số 1 của tỉnh Bắc Ninh được đặt tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Du. Tại đây, thời điểm cao nhất sẽ thực hiện điều trị cho khoảng 120 ca F0, trong đó đa phần các bệnh nhân đều không có biểu hiện triệu chứng, nếu có chỉ là sốt và ho nhẹ. Đại diện bệnh viện cho biết, xác định ngay từ đầu, để đảm bảo nguồn lực, cơ sở vật chất đáp ứng điều trị, thì tại đây chỉ tiếp nhận điều trị F0 không có biểu hiện và những F1 có bệnh nền, không điều trị bệnh nhân dương tính nặng. Cái quy trình vào viện thì chúng tôi nó có duy nhất là cổng vào cổng ra và tất cả các khoa cũng như vậy, các khoa là cách ly hoàn toàn cách biệt với nhau. Thế thì khi bệnh nhân vào thì đều được qua một cái buồng đệm, là cái buồng đấy đã được khử khuẩn. Hàng ngày thì các bác sĩ cũng đã được tư vấn và có hệ thống truyền thanh. Tất cả các buồng bệnh cũng đều được lắp camera để đối thoại trực tiếp bệnh nhân. Còn tại Bắc Giang, ở thời điểm là tâm dịch lớn nhất của cả nước, với số ca mắc có ngày lên tới hơn 300 trường hợp, để đảm bảo điều trị, địa phương này đã phân luồng phân tuyến bệnh nhân rất cụ thể. Đơn cử như Bệnh viện Dã chiến số 1 của Bắc Giang với quy mô 230 giường bệnh được thành lập từ Bệnh viện Nội tiết tỉnh. Do không đảm bảo về nguồn lực chuyên sâu cũng như trang thiết bị máy móc nên tại đây chỉ tiếp nhận điều trị bệnh nhân dương tính ban đầu, đa phần là những bệnh nhân không có biểu hiện điển hình. Về cái cơ sở vật chất là mặc dù là rất là khang trang trong nhưng phải chuyển thể từ bệnh viện nội tiết sang là bệnh viện dã chiến để về điều trị các bệnh COVID. Cái thứ hai là cơ sở về cái hệ thống xét nghiệm cả hiện nay là chưa được đảm bảo về vấn đề về các nhất là các xét nghiệm chuyên ngành. Nhờ sự phân luồng phân tuyến điều trị COVID-19 ngay từ đầu nên dù số ca mắc cao nhưng Bắc Giang, Bắc Ninh vẫn đảm bảo điều trị bệnh nhân tại chỗ. Hiện toàn tỉnh có 18 cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19. Các cơ sở điều trị này được chia làm 3 mức độ tiếp nhận bệnh nhân khác nhau, đó là F0 có biểu hiện, F0 có bệnh nền khác và F0 diễn tiến nặng. Những trường hợp nhẹ thì chúng ta có thể điều trị ở những cái cơ sở ban đầu với các bác sĩ điều dưỡng không đòi hỏi phải có trình độ chuyên sâu về hồi sức tích cực thì hoàn toàn có thể tham gia để theo dõi trị bệnh nhân ở đây. Và đối với những cái cơ sở mà chuyển đổi từ các bệnh viện thì có thể theo dõi điều trị được những bệnh nhân có bệnh nền và có những yếu tố mà cần phải được theo dõi sát ở bệnh viện. Còn đối với những trường hợp nặng thì chúng ta điều trị ở những cơ sở có đủ điều kiện về hồi sức cấp cứu, điều trị tích cực. Mỗi ở cấp độ như vậy thì đòi hỏi yêu cầu về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, về nhân lực là hoàn toàn khác nhau. Và như vậy chúng ta cũng tiết kiệm được rất nhiều nguồn lực cho cái vấn đề này. Câu chuyện của Thành phố Hồ Chí Minh thì phức tạp hơn. Với số ca mắc lên cao nhất, có ngày lên tới hơn 6.000 ca, việc điều trị bệnh nhân COVID-19 của địa phương này vô cùng khó khăn. Những F0 nhẹ, không có biểu hiện đã phải tự điều trị ở nhà. Các bệnh viện chỉ dành cho bệnh nhân nặng. Ngành y tế và y tế thành phố cũng đã lên phương án cho những tình huống xấu hơn. Thì thành phố cũng đã chuẩn bị cái phương án sẵn sàng khi thành phố có 5.000 ca dương tính để và triển khai các cái bệnh viện dã chiến nhằm đáp ứng được cái nhu cầu điều trị của thành phố. Khoảng 200 cái giường bệnh ICU mà điều trị bệnh nhân nặng ở Bắc Giang thì nó chỉ trong đó có 50 giường bệnh nhân nặng, rất nặng thì phải có chuẩn bị cái phương án như thế, bởi vì lần này ấy, thì báo cáo chứ là cái chủng này nó vừa lây nhanh nhưng đã có những cái biểu hiện tăng nặng. Trước đây chúng ta có tử vong đâu, đợt dịch thứ ba không có tử vong. Nhưng đợt dịch này nó bắt đầu tử vong nhiều rồi. Rõ ràng có thể thấy, bài học về việc phân luồng, phân tuyến điều trị, cách ly bệnh nhân COVID-19 tại các tâm dịch lớn như Bắc Ninh, Bắc Giang và Hải Dương không chỉ giúp các địa phương này đảm bảo nguồn lực, cơ sở vật chất điều trị, mà nó còn đảm bảo phương châm điều trị bệnh nhân tại chỗ, không chuyển lên tuyến trung ương. Hơn nữa, khi phân theo từng loại hình bệnh nhân cũng sẽ giúp các bác sĩ tập trung chuyên môn sâu để điều trị các ca bệnh nặng hiệu quả, đảm bảo không vỡ trận trong điều trị tại các cơ sở y tế.